Đang đá gà thì công an ập tới. Thằng chủ bỏ của chạy lấy người quên luôn gà cưng, khiến thằng nhỏ chạy theo muốn trả tập giò. Mới đây một đoạn clip được camera của một nhà dân bên đường ghi lại. Một anh thanh niên đang chạy bán sống bán chết rồi quẹo vô con hẻm. Theo đó là một chú gà trống đá đang cố gắng bám đuổi theo sau, khiến người xem vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem clip cộng với đọc caption của chủ bài đăng, hỏi thăm dò ý kiến của cộng đồng mạng, anh em chơi gà đã gặp trường hợp như này chưa? Thì nhiều người cũng lờ mờ đoán ra, chắc có lẽ thanh niên mang con gà đi đá, rồi bị công an bất ngờ ập tới dí bỏ chạy thoát thân quên luôn con gà, khiến chú gà chỉ biết chủ chạy đi đâu thì mình chạy theo đó. Trong khi số khác lại cho rằng, việc đá gà bị công an dí thì quá đỗi bình thường. Trường hợp này theo tôi đoán, anh chủ huấn luyện con gà đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần võ công thâm hậu, rồi con gà lật kèo qua cầu rút dáng, trượt thằng chủ chạy sấp mặt thì mới đúng với ẩn ý của dòng cát. Một vài ý kiến được mọi người để lại. Thằng chủ huấn luyện con gà để mang đi đá, trong khi con gà huấn luyện lại chủ để chạy công an. Bị dí quá chỉ lo tìm đường thoát không kịp ôm con gà, đến khi thấy chú công an thì gà cũng như chủ, mạnh ai nấy chạy, thấy người là nó chạy theo. Nhìn con gà chiến quá mà, kiểu này là làm cái gì phật ý nó, nên bị nó dí chứ làm gì có chú công an nào đâu. Cảm ơn mọi người đã xem, đừng quên đăng ký kênh Tin Gì Hay, để không bỏ lỡ nhiều tin hay mỗi ngày.